Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại thành phố Hải Dương, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hải Dương tổ chức gặp mặt đầu xuân Tất Thìn 2024. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên do đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đến dự. Buổi gặp mặt diễn ra vui tươi phấn khởi trước những kết quả toàn diện ấn tượng mà hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương đạt được trong năm 2023, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, thu hút vốn FDI đạt kỷ lục. Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hải Dương hiện có hơn 500 hội viên sinh hoạt tại 24 chi hội. Bên cạnh những hoạt động nghĩa tình, hội còn có nhiều việc làm thiết thực cụ thể hướng về quê hương. Năm 2023 đã chuyển về ủng hộ đóng góp trên 10 tỷ đồng để xây dựng quê hương. Khi về quê hương thì rất phấn khởi, rất tự hào và cũng thấy rằng đó người Hưng Yên, dòng máu Hưng Yên vẫn luôn luôn trong khó khăn vẫn vươn lên để tự khẳng định mình. Qua cái báo cáo của hai tỉnh mỗi khi gặp mặt hàng năm thì thấy rằng là có nhiều mặt thì Hưng Yên còn phát triển nhanh và bền vững hơn hồi xưa. Cái này cái rất mừng. Và những người con Hưng Yên, những cái dòng máu Hưng Yên thì thấy rằng cái là tự hào và rất trân trọng, rất phấn khởi. Đồng chí Quách Thị Hương tặng hoa và quà của tỉnh, chúc mừng Hội đồng Hương thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng của tỉnh năm 2023 và định hướng những năm tiếp theo. Đồng chí mong muốn những người con Hưng Yên tại tỉnh Hải Dương tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của hai tỉnh. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hải Dương tổ chức chúc thọ cho một số hội viên và khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội năm 2023.